Xin chào tất cả các bạn, cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em đang ở ruộng cải xoong và đây là cải xoong tại Hàn Quốc. Hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn cải xoong tại bờ suối Hàn Quốc và đây là cải xoong tự nhiên mọi người ạ. Nếu mà bạn nào ở Hàn Quốc mà muốn mua cải xoong thì bây giờ có thể đặt hàng với em và em sẽ cắt và gửi cho mọi người nhé. Đầu tiên thì giới thiệu đầu tiên cải xoong đây là cải xoong tự nhiên và cải xoong này thì mọc ở bên những cái bờ suối như thế này. Bạn nào mà ở những vùng có cái dòng suối chảy qua thì cũng có thể ra bờ suối và xem là chỗ mình thì cải xoong nó mọc có nhiều hay không. Và nếu mà nó có mọc thì mọi người cứ yên tâm là hái về ăn không có vấn đề gì cả, rất là ngon và sạch sẽ nhé. Và bây giờ em sẽ review cho các bạn chi tiết xem là cải xoong ở đây nó mọc như thế nào và bây giờ đầu xuân thì nó sẽ non và nhìn nó ngon như thế nào nhé. Bây giờ đi ra ngoài đây nước nó rất là lớn các bạn ạ, vì mới đầu xuân mà. Và đây cỏ nó mọc như thế này. Ở bên cạnh những cái bụi cỏ như thế này là cải xoong nó mọc rất là non và xanh như thế này. Đi như thế này là phải rất cẩn thận không nước nó bắn các bạn ạ. Và đây các bạn thấy là cải xoong nó mọc ở bên suối. Bây giờ đầu xuân cho nên là năm ngoái ấy, những cái cây cải xoong ở đây là nó già rồi, xong rồi nó héo xuống. Khi mà mùa đông đến tuyết lạnh hay nó đóng băng thì là cây nó cũng sẽ bị rũ hết xuống. Đầu xuân thì bắt đầu thời tiết nó ấm, bắt đầu nó mọc lên cả nhà. Và đây cải xoong nó rất là non và đầu xuân nó mọc lên cho nên là cải cây nào cây nấy non và rất là đều nhau như thế này. Và đây mọi người thấy nó rất là non và bây giờ thì đầu xuân cho nên là khá là nhiều cái con ốc này này. Mọi người về nhặt xong thì có thể rửa sạch là ok chứ không có lo, không phải là bị bẩn hay bị gì đâu, vì nó là cải tự nhiên mà. Tại vì mình ở đây cũng chẳng có chăm bón, chẳng có phun cái gì cả. Khi mà nó mọc non lên như thế này là cắt về và ăn hoặc là bán. Mọi người có thể thấy suối ở đây rất là sạch sẽ, mọi người yên tâm là cái nguồn nước của nó không hề bẩn, nên là không phải lo nó bị ô nhiễm hay là rau nó có cái vấn đề gì cả. Và cải nó mọc ở đây thì có chỗ rất là non, có chỗ nó rất là cao, nhưng có chỗ thì nó cũng mọc mới được có một chút xíu thôi. Nên là mình có cắt thì mình cũng chỉ cắt những cái chỗ nào nó non thôi. Ví dụ như mình sẽ cấu cho các bạn vài ngọn nhé. Các bạn thấy nó rất là non như thế này. Đây ví dụ như nó non như thế này, mọi người có thể mua về nấu canh hoặc là cho vào xào với tỏi hoặc nấu với canh sườn rất là ngon đấy ạ. Không chỉ có ở chỗ này đâu, cải xoong nó mọc ở đây rất là nhiều mọi người ạ. Vì là cải tự nhiên cho nên là ai đến đây hái thì cũng ok. Bạn nào ở gần chỗ mình thì cũng có thể đến hái nhé. Tuy nhiên thì cái này nhiều bạn thì bận đi làm này rồi cũng không có thời gian ra hái. Xong rồi hái thì cũng khá là mất công mọi người ạ. Ví dụ như các bạn thử nghĩ xem là ví dụ như hái từng cây một thì bao giờ nó mới được 1 kg đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ hái thử cho mọi người xem. Đây cải nó mọc rất là nhiều như thế này. Rất là non. Và bây giờ em sẽ hái nhé. Cải nó rất là non và cải nó non như thế này mọi người ạ. Ví dụ như hái về ăn thì bây giờ chỉ cần hái như thế này thôi, rửa sạch là cho vào nấu ăn được rồi. Nó non cho nên là cho vào nấu mì tôm hay là cho vào xào cũng ăn rất là ngon. Cải xoong em hái, em ăn không hết thì em lại bán. Bạn nào muốn mua cải xoong thì nhớ alo với em nhé. Và đây cải xoong. Cải rất là non, đầu xuân cho nên nó non và ngon lắm mọi người ạ. Cải này bạn nào ở Hàn Quốc thì 3 kg 10.000 won bao thức be mọi người nhé. 3 kg 10.000 won bao thức be. Và em sẽ dùng dao em cắt chứ không thể hái được từng cọng một đâu. Và mọi người yên tâm là cải nó rất là đều và rất là non như thế này. Dù cố cắt và em sẽ cắt dư cho mọi người, nên mọi người về cứ nhặt thoải mái ạ. Mọi người có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Nước chảy rất là vui tai và mỗi lần ra đây hái cải xoong thì em cũng cảm thấy rất là vui và mát mẻ. Đặc biệt là mùa hè ở Hàn Quốc thì cũng khá là nóng, xuống dưới đây rất là mát, gió thổi thì hiu hiu. Và bây giờ em sẽ hái một ít cải xoong về nhà và để nấu ăn. Đầu tiên là sẽ cho vào nấu canh sườn sẽ rất là ngon. Không biết là các bạn thì thích ăn món cải xoong hay nấu món gì. Ví dụ như ở khu em thì thường hay cho vào nấu canh xương này, hoặc là cho vào xào tỏi này, hoặc là cho vào ăn lẩu cũng rất là ngon, đặc biệt là lẩu hải sản mọi người ạ. Nếu mà không thì mình ở Hàn Quốc thì mình có thể giã tỏi ra và sau đó là làm cái món rau góp như của người Hàn ấy. Họ cho dầu mè vào và rồi bóp cùng với một số gia vị là ăn cũng rất là ngon. Hoặc là mình sẽ cho vào ăn mì tôm. Ăn mì tôm thì sẽ cho một ít rau vào và cho một quả trứng vào. Ăn nó sẽ rất là tuyệt vời mọi người ạ, ngon lắm. Rau này đặc biệt nó rất là non, ăn thì nó không có mùi của nó thì không phải quá là mạnh đâu. Tại vì rau nó mới mọc vào cái mùa xuân này mà.
rau nó rất là non và rất là ngon. Mọi người nếu mà ai muốn đặt hàng mua hàng thì em có thể gửi cho mọi người bằng Techbe nhé. Và đặc biệt là rau này thì là rau tự nhiên, tuy nhiên thì cái công phải xuống đây nó cắt rồi phải mang đi gửi, cho nên là em cũng lấy như kiểu là công cắt đấy mọi người. 3 kg là 10.000 won bao Techbe và em sẽ gửi tận nhà cho mọi người. Ok, và ngày hôm nay video đến đây thôi. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và bạn nào muốn ăn cải xong thì nhớ alo cho em nhé.